Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, theo trang legendofamerica.com, khu vực tam giác quỷ Nevada nằm ở dãy núi Sierra Nevada tại bang Nevada và California. Khoảng 2.000 máy bay đã mất tích ở đây trong khoảng hơn 80 năm qua. Ở khu vực có người ở, nhưng hẻo lánh này có hơn 40.233 km sa mạc núi và nhiều hiện trường tai nạn máy bay không bao giờ được tìm thấy. Tam giác Nevada có một đỉnh nằm tại Las Vegas ở phía đông nam Nevada, một đỉnh ở Fresno thuộc phía tây California và một đỉnh ở Reno phía trên cùng Nevada. Trong khu vực hoang dã này, có khu vực 51 bí ẩn, căn cứ không quân tối mật của Mỹ, ngoài hàng chục thuyết âm mưu như vật thể bay không xác định, các hoạt động dị thường quanh khu vực 51 có nhiều giả thuyết tương tự liên quan tới tam giác Nevada. Nhiều máy bay do các phi công lão luyện điều khiển trong suốt chục năm qua đã biến mất trong các tình huống bí ẩn và trong nhiều vụ người ta không bao giờ tìm thấy xác máy bay. Trường hợp nổi tiếng nhất trong số 2.000 vụ mất tích là một phi công biến mất trên vùng hoang mạc khô cằn của dãy Sierra Nevada cách đây 16 năm. Nhà phiêu lưu mạo hiểm kim tỷ phú Steve Forsett là một phi công dày dạn kinh nghiệm và từng lập hơn 100 kỷ lục cá nhân. Do đó, khi chiếc máy bay của ông biến mất ở biên giới giữa hai bang California và Nevada vào ngày 3 tháng 9 năm 2007, các nhân viên cứu hộ khá bối rối. Cuộc tìm kiếm quy mô nhất từ thời Thế chiến thứ hai được phát động để phát hiện tung tích của Forsett. Khi mất tích, ông đang lái chiếc máy bay hạng nhẹ Bianca Super Decathlon, một động cơ trên hoang mạc đại bồn địa thuộc Nevada. Forsett cất cánh từ bãi đáp tư nhân Smith Valley, Nevada trong chuyến bay ngắn tới gặp người bạn tỷ phú của ông là Barry Hilton. 6 tiếng sau khi Forsett không tới điểm hẹn, các nhà chức trách tiến hành tìm kiếm trên khu vực rộng hơn 51.800 km2. Trong quá trình tìm kiếm xác Forsett trên địa hình gồ ghề, đội cứu hộ phát hiện 8 vụ rơi máy bay chưa được nhận dạng trước đó. Hơn năm sau, một người leo núi nhặt được 3 chiếc thẻ của tỷ phú quá cố. Ngày 1 tháng 10 năm 2008, xác máy bay được tìm thấy ở địa điểm cách nơi ông cất cánh 105 km về phía nam. Kết quả kiểm tra ADN xác nhận 2 chiếc xương nằm lẫn giữa xác máy bay thuộc về Forsett. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến một phi công kỳ cựu như vậy đâm xuống đất. Tướng John Kelly nhiều lần bay ở Nevada từ năm 1974 và từng nghe nhắc tới tam giác Nevada trên chương trình TV. Ông Kelly suy đoán có khả năng còn nhiều vụ rơi máy bay hơn bởi không khí trên núi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một hiện tượng. Mọi người bay qua dãy núi và không đánh giá đúng áp suất không khí. Khu vực này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sóng núi Mountain Quay. Những con gió di chuyển nhanh từ Thái Bình Dương va vào sườn núi dốc tạo ra hiệu ứng nguy hiểm có thể nâng một chiếc máy bay nhỏ lên như lướt trên ngọn sóng, nhưng giống như người lướt sóng. Luồng khí sẽ đẩy chiếc máy bay đập mạnh xuống sau đó. Nếu như ở trên biển, người lướt sóng sẽ rơi xuống nước, nhưng trên hoang mạc, chiếc máy bay chắc chắn sẽ gặp nạn do va đập với mặt đất cứng. Nhà khí tượng học Kelly Redmond ở Viện Nghiên cứu Hoang mạc từng so sánh gặp phải gió núi Sierra Nevada giống như bơi qua thác Niagara. Redmond giải thích khi những cơn gió cuộn lên, chúng thổi tới rất êm dịu ở mặt phía tây, sau đó thổi ập xuống rất nhanh và nhiễu loạn. Một chiếc máy bay nhỏ rất dễ bị cuốn vào lúc gió thổi hướng xuống và không đủ công suất để thoát ra. Thưa quý vị, nếu như tam giác Nevada được biết đến với những vụ nuốt chửng máy bay, thì tam giác Bennington cũng là vùng đất khiến người ta rùng mình mỗi khi nhắc đến. Tam giác Bennington là một vùng thuộc phía tây nam Vermont, đông bắc nước Mỹ, bao quanh là Glastonbury. Vùng đất này sở hữu một lịch sử lâu đời với các vụ mất tích bí ẩn, hàng loạt báo cáo về các hiện tượng siêu nhiên, giải thoại về Bigfoot và cả câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt. Cũng vì vậy mà nơi đây được đánh giá và được gán với cái tên Tam giác quỷ trên cạn. Bí ẩn lớn và kéo dài nhất của tam giác Bennington là các vụ mất tích hoành hành ở khu vực này từ năm 1945 đến năm 1950. Đầu tiên là người đàn ông 75 tuổi Mr. River, một hướng dẫn viên du lịch. River dẫn đầu một nhóm leo núi trở về trại của họ vào tháng 11 năm 1945.
Trong một khoảnh khắc, River vượt lên trước cả nhóm, chỉ đủ để khuất tầm mắt mọi người. Anh hoàn toàn biến mất cùng những cơn gió ở Glastonbury. Paula Weston, sinh viên đại học 18 tuổi, đã quyết định một mình khám phá Glastonbury vào năm 1946. Hành trình của Weston bắt đầu bằng những lời cảnh báo từ người dân bản địa rằng chỉ với một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, cô hãy coi chừng với thời tiết dị thường của ngọn núi này. Weston một ngày sau đó được báo cáo đã mất tích. Dù chiếc áo khoác màu đỏ của Paula là thứ rất dễ nhận diện, mọi nỗ lực tìm kiếm tung tích của sinh viên năm nhất đều không thu được kết quả. Tháng 10 năm 1946, Paul Grabson, 8 tuổi, đã biến mất khỏi một trang trại. Mẹ Paul đã để cậu bé vui chơi gần một chuồng lợn trong khi cô đang chăm sóc vật nuôi. Lúc sau quay lại, cô đã không thể tìm thấy con của mình. Một cuộc tìm kiếm lớn đã diễn ra, tuy nhiên cậu bé vẫn mặc vô âm tín. Năm 1949, ba thợ săn đã mất tích trên núi. Cùng năm đó, cựu binh James Stafford được cho là đã biến mất khỏi một chiếc xe buýt đông đúc trên đường Albany. 14 hành khách đã làm chứng rằng Stafford đang ngủ gật rồi đột nhiên biến mất khi xe buýt đỉnh trạm cuối. Một cuộc điều tra kéo dài đã được tổ chức, nhưng tung tích của người đàn ông vẫn còn là điều bí ẩn. Năm 1950 là trường hợp của Frieda Lander. Quần áo của Lander bị ướt trong chuyến leo núi cùng các bạn và cô đã quyết định một mình quay trở lại trại để thay đồ. Từ lúc đó không ai còn thấy Lander nữa. Cảnh sát, lính cứu hỏa, quân đội và hàng trăm tình nguyện viên tất cả sục sạo khắp Glastonbury. Nhưng phải tới tháng 5 năm 1951, thi thể của Lander mới được tìm thấy. Những sự kiện vừa kể trên chỉ là 6 vụ mất tích không rõ nguyên nhân được biết đến rộng rãi trong số những bí ẩn khác ở tam giác Bennington. Những sự kiện không giải thích được liên quan đến tam giác Bennington đã khiến nhiều người nảy ra các suy đoán điên rồ. Chuyện càng trở nên ly kỳ hơn với lời đồn về UFO và người khổng lồ Bigfoot trong khu vực. Mô hình của những vụ mất tích đã khiến một số người cho rằng tồn tại một kẻ giết người hàng loạt tại Glastonbury. Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng xác đáng và sự đa dạng về tuổi tác, giới tính của nạn nhân loại trừ các dạng kẻ giết người hàng loạt thông thường đã loại bỏ giả thuyết này. Không có cơ sở vững chắc cho sự tồn tại của một kẻ giết người hàng loạt, những giả thuyết thú vị tiếp theo liên quan tới hiện tượng siêu nhiên như tảng đá bị nguyền rủa nuốt chửng những kẻ lạ mặt lại gần vào trong khe núi. Những vụ mất tích cùng với ánh sáng, âm thanh và mùi lạ dẫn đến các thuyết âm mưu về sự xuất hiện của UFO. Người ta cố gắng sâu chuỗi những vụ mất tích với nhau nhằm hy vọng tìm ra lời giải thích cho những bí ẩn. Điểm tương đồng duy nhất giữa các trường hợp này là nó xảy ra trong tam giác Bennington. Thời gian trong ngày nhìn thấy nạn nhân lần cuối là từ 3 đến 4 giờ chiều và hầu hết đều nằm trong 3 tháng cuối năm. Trong tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện để khai phá bí ẩn của tam giác Bennington, một số câu trả lời dựa trên căn cứ khoa học đã được đưa ra. Chúng vẫn có ý nghĩa nào đó, ngay cả khi không hoàn toàn thỏa đáng. Một cách giải thích là hạ thân nhiệt. Nhiệt độ trên núi có thể giảm rất thấp, đặc biệt là vào mùa đông, khoảng thời gian diễn ra đa số các vụ mất tích bí ẩn. Khi bị hạ thân nhiệt, con người có xu hướng sẽ tự đào hố. Đây là một hành vi sinh tồn khiến con người tìm một nơi nào đó nhỏ và tránh xa đám đông. Nó giúp tránh gió và có thể giúp cơ thể đủ ấm, làm chậm quá trình bị chết cóng. Nhưng thường thì, kết cục vẫn là cái chết và khiến người đó khó được tìm thấy. Các giải thích khác liên quan đến lịch sử của khu vực, một thị trấn khai khoáng. Các sườn núi nằm rải rác với những hầm mỏ không được đánh dấu, có thể khiến người đi bộ đường dài dễ gặp nguy hiểm. Cả hai cách này có thể giải thích tại sao những người mất tích không bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng lập luận trên không vững chắc. Có lẽ câu trả lời thiết thực nhất là không phải tất cả các trường hợp mất tích đều theo cùng một cách. Một số có thể đã gặp kẻ giết người, trong khi những người khác đào hố hoặc bị ngã. Nhưng nếu vậy, tại sao những vụ mất tích chỉ kéo dài 5 năm và dừng lại đột ngột như vậy? Tới tận ngày nay, tam giác Bennington vẫn là chủ đề bàn tán của những người yêu thích các câu chuyện kỳ bí và câu trả lời cho những sự kiện xoay quanh vùng đất này vẫn còn là một ẩn số.